Trong khuôn khổ của Europa League, sau 3 trận lượt đi, Young Boys của Thụy Sĩ và Crvena Zvezda đều chật vật với chỉ một điểm trên bảng xếp hạng. Cả hai đội đều phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt khi cùng bị xếp chung với Manchester City, nhà vô địch đương nhiệm, và RB Leipzig, đội bóng đang thể hiện phong độ mạnh mẽ tại Bundesliga. Trận đấu gần đây nhất của Young Boys trên sân nhà đã kết thúc với thất bại 1-3 trước Manchester City, và họ không mấy lạc quan về khả năng cải thiện kết quả khi làm khách trên sân của đối thủ trong trận đấu tái ngộ. Huấn luyện viên Pep Guardiola và đội quân của ông đang trên đà chiến thắng với 3 trận toàn thắng liên tiếp, ghi ít nhất 3 bàn thắng mỗi trận. Trong đó, đáng chú ý là chiến thắng 6-1 trước Bournemouth thể hiện sức mạnh áp đảo của The Citizen. Manchester City có lý do để tự tin tiếp tục chuỗi thành công của mình trước Young Boys, nhất là khi dàn cầu thủ chất lượng cao của Guardiola duy trì được sự khát khao và phong độ ổn định. Không chỉ có những ngôi sao sẵn có, Manchester City còn chứng kiến sự nổi bật của tân binh Jeremy Doku, người đã để lại ấn tượng mạnh với một bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong trận thắng Bournemouth. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ tiếp tục là mối lo ngại lớn cho hàng phòng ngự của Young Boys trong trận sắp tới. Dù Young Boys có thành tích ấn tượng với 5 trận bất bại liên tiếp trên sân khách, nhưng họ đang phải đối mặt với thách thức lớn tại Etihad, nơi Manchester City giữ chuỗi 24 trận bất bại. Mục tiêu của Manchester City chắc chắn không chỉ là một điểm, mà là 3 điểm để đảm bảo vị trí và tiến vào vòng knockout mà không cần chờ đợi thêm. Đồng hành cùng Manchester City, RB Leipzig cũng đang hướng đến việc giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách tới sân của Crvena Zvezda để có thể sớm đặt chân vào vòng đấu loại trực tiếp.